Chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay mình quay chú tính mình cưa cái cây vú sữa siêu to khổng lồ này nha các bạn. Để mình quay lên cây vú sữa. Nhánh quá cứ nhánh luôn các bạn ơi. Ở phía bên đây là cái nhà nha các bạn. Nó chùm lên cái nhà này. Nhà tường nha. Chú mình bắt đầu leo lên nha các bạn. Cây vú sữa này rất là to luôn, hoành 200 mấy á các bạn ơi. 240, 250 á. Mình chỉ ước tính vậy thôi nha các bạn. Cây này thì phải từ 200 lũ lên, 200 hoành á. Rồi chú mình lên trình dạ, lùa hết lá thở này ra luôn nha. Ăn nào cũng chết đâu cả. Nó đang dồn trước đặng nó ra bông nào rồi. Ủa, nó trống rồi đó bạn ơi. Mấy cái lá dài dài mà xanh xanh đó là ba cái giác mai đó các bạn. Giác mai. Chú mình qua bên kia gắt trước rồi các bạn ơi. Phước rồi các bạn, mình để mình qua bển nha. Nhánh nó có dây điện hả chú ơi? Dây điện truyền ở bên đường, ở bên kia qua đây nha các bạn. Bên mé lậu nha các bạn, bên lậu lớn nha. Cây vú sữa này mình xin nói lại là hoành 250 nha các bạn, siêu to luôn. Đây có chú mình bắt đầu leo ra ngoài nghe các bạn. Nhánh này nhỏ mà nó dưới nó có cộng dây điện. Nó ra mà lộ hay cắt vô được vô. Bỏ vô đây còn nào nó không ra bỏ đi. Nó đi nó phải cắt nó. Leo ra nhưng mà phải giữ thằng bằng lắm nha các bạn. Rớt rồi các bạn ơi.
trên xe. Chúng mình di chuyển qua đây rồi các bạn ơi. Dạ. Chị ngồi đó. Đài ở có gì đâu. Lên ông cắt cỏ hết mà. Ra chặn xe kìa. Đường lớn đó bạn, đường ra lộ đó bạn. Mấy anh kia ra ngoài kia chặn chặn xe nha. Kiển thì hãy liên hệ chủ nhà nha. Với thợ cưa số điện thoại em để ở dưới đường link mô tả video các cô chú anh chị cho dễ liên lạc. Cây này rất là đẹp luôn. Rồi chú mình bắt đầu leo lên nha. Thank you.
chú lên đây không biết cắt cái nhánh nào trước nữa các bạn ơi. Rồi chú leo cái nhánh to ở phía bên dây điện rồi. Rồi chú leo tút trên đó. Quá khéo luôn, né được dây điện nha các bạn. Đèn mi dặn ngay ngoài kia luôn rồi. Ngã một nhắm nữa tới các bạn. Chúng mình cưa cái đọt đó luôn đó các bạn ơi, nó chú mình chơi ghê nè các bạn. Ngã đó các bạn ơi, chúng mình rung cho nó ngã ngã. Chú mình cầm máy cưa hai tay luôn nha các bạn, đổi tay qua lại. Các bạn xem mà các bạn để ý là biết rồi. Rồi chú leo xuống dưới này, rồi ngồi cắt một đoạn thôi nha các bạn. Rồi xuống dưới rồi. Vô hơi sâu các bạn, dính cưa. Rồi chú đã lấy cái cưa ra đó các bạn ơi. Chú mới mình bắt đầu treo dây cuộc cái nhánh to đó nha. Nhánh đó nó nghiêng vô nhà các bạn. Ngã đó các bạn ơi, ngã.
hỏi gì thả xuống rồi. Đang lái ngã đó con, ngã thả xuống rồi các bạn. Giờ chú mình chuyển qua nhánh này để cắt tiếp nha các bạn. Ngã.
cái lũ sữa siêu to này đuối. Rồi chúng mình đang di chuyển qua cái nhánh bên kia nha các bạn, cái nhánh ở ngoài đường lộ á, lộ lớn luôn các bạn ơi. Chúng mình leo lên tới đó đó các bạn. Sẵn cái cọng dây để treo nhánh hay gì nè các bạn ơi. Ở phía bên đây nó có đường dây điện nè. Ở phía này cái lộ xe nè các bạn. Lộ lớn nè. Hướng đó là hướng về chiều tôm á các bạn. Chú cưa để đặng ghim cái máy cưa vô đó. Rồi chú leo cả cuộc dây, treo dây á các bạn. Cái nhánh đó nó chờ mua dây điện. Rồi chú mình bắt đầu cưa cái nhánh đó nè. Nhánh nó chờ mua dây điện nè các bạn. Trên để các cái nhánh cho nó dướng, nó quay qua luôn nha các bạn. Ở trên kia dướng nó chết. Nhánh cây nó chưa chịu xây nữa các bạn ơi. Nó dướng ngoài đầu dây điện ngoài này. Kéo cho nó xây nha, cho nó qua khỏi dây điện. Qua đó. Qua đó các bạn ơi. Nhánh cây giờ qua dây điện nha các bạn. Vô luôn. Chú mình ở trên kia mở dây thả chú. Chú mình vừa quá khéo rồi các bạn. Các bạn mà thấy hay thì hãy đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha. Còn cô chú anh chị nào mà có cây nào mà siêu khủng, siêu to, siêu khó gì đó cần cưa hạ thì hãy liên hệ chú nha. Chú em để đường link mô tả video của các cô chú anh chị. Rồi, những cây đã xuống nha, anh kia anh mở dây nha các bạn. Rồi, chú mình bắt đầu cưa nhánh to nha các bạn. Các bạn ơi, hả? Rồi chúng mình thả nhánh xuống rồi đó. Xuống rồi đó các bạn. Xuống rồi đó. Đâu? Cái
cũng khô rất là mịn luôn. Xuống rồi nè. Rồi chú chưa cái đoạn ngã đó các bạn ơi, ngã rồi, cho qua đi, cho qua đi. Rồi chú mình ở trên đó xuống xuống rồi các bạn. Rồi chúng mình bắt đầu leo chúng này các bạn.
đây dáng rất là đẹp luôn nè, quanh 250 nha. Rồi video mình ở đây xin tạm dừng nha các bạn, hẹn bạn video tiếp theo nha. Các bạn nhớ đăng ký nhấn chuông ủng hộ mình nha các bạn. Mình chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.